nhiêu kênh đó, nói giảng pháp. Nói gì? Giảng pháp. Nãy giờ đang nói cửa trời đau lợi. Dạ. Phật A Di Đà. Cửa gì gì đó, nói tiếp. Sư cô nói lại cho tụi con nghe. Ờ. Nói giỡn mà, tao chuyện nên nói giỡn. Nhưng mà hai sư cô tụi con học. Mấy đứa này đang học học pháp thì tỷ cái giảng pháp. Bây giờ kể như vậy nhá. Thì có một cái ông có giàu lắm, ông cho rất nhiều tiền của rồi ông, nhiều khi ông bị người ta cử mắng ông cũng thành trả lời nữa, ông như thế nhà xong hay dễ sợ. Thì mà hôm đó cái ông đó, ông mới buồn quá thôi tôi đi, thì ông thác sanh vào cõi trời rất lớn rất cao, cõi ao lợi hay là trần thứ 36. Thì gặp cái bà sơ, bà sư, bà sơ, bà nói là cướp trời nói tôi á, là đi đón ông. Nhưng mà tôi muốn giới thiệu cho ông biết những cái người nào được dân ở đây. Thì ông ấy, bà mới giới thiệu là chỗ ngài là Đức Giao Hàng ở đấy. Rồi đi xuống đây là Đức Hồng Y. Rồi đi xuống đây là Đức Trọng Giám Mục. Rồi tới Đức Giám Mục, rồi tới Dân Mục, rồi tới mấy bà sơ. Rồi cái vật của ông đây ông ạ. Thì ông thấy cái cơ bản nhỏ xíu à. Thì cứ lên càng lên thì nhà nó càng bự lên. Thấy không? Tới cái bà sơ là lớn lắm. Bà sơ hồi xưa phải ở cực khổ, ở trần gian cực khổ, phải ở chàng bét bẹt với nhau. Mà bây giờ ở nhà bự phát thì dạ không biết tại sao cái đó cứa để cho như vậy. Nhưng còn ông đây, ông không có phải là bà sơ, cũng phải ông ca vô ở lâu dài ở sao đây, tại vì những người như ông đây thương gàn ý lắm. Những ông giáo hoàng với tổng giám mục thì rất nhiều trên nhà thì ở nhỏ, ngày càng lớn càng như càng lớn đi, thì những người sao vậy, những người ta hiếm mấy cạnh, thường thường những người đó người ta tuyên ngôn rằng bận rộn làm những cái điều về có lợi cho họ mà thôi, cho nên họ biết ghê, đúng không? Họ không có vô thiên đàng được, mà họ phải ngạo trần gian, họ phải tái sinh làm người, chứ không thể đi vô cõi trời ở trên cái em trời là trời con, cái trời con cỡ đó do đại của ông đây, sao của tôi bự dữ vậy, tại những người với ông biết lắm, những người thì bổ ích. Thôi thiệt, sự dạy của tôi biết có người anh ta rất là cái dòng hướng thiện á, với lại khỏi cây á, anh ta nghĩ rất nhiều anh khỏi cây, kiểu bước tiếp là sự dạy cưa bay rồi thôi, bay rồi chưa bay. Bây giờ nó có mấy cái mình đứng mà mình bay bay trên nước được, đúng rồi đúng rồi. Nó cứ cầm cái đó hai tới thần thông đó, đúng rồi, chứ kiểu thấy nó bay từ cái mấy chiến hạm á, cầm cái đó phóng kìa, thì nó bay từ chiến hạm bên này sang chiến hạm bên kia. Ngày xưa Phật Thích Ca mình cũng vậy, đi bị ngoại đạo á, để dài ở ngoài đường á, tại Phật đâu có được mang dép đó, thì cũng đau như thường đúng không, cũng bị đau rồi chảy máu rồi gai đâm rồi đủ, rồi bệnh, rồi chúng ăn nấm rơm độc, rồi cũng bị chết, cũng như người thường thôi. Nhưng mà chỉ là người thường không có nhìn ra các ngày. Chúng ta cứ thấy là những người mà họ sống giản dị, rồi ta làm chuyện từ thiện những cái nhỏ, mình phải biết cẩn thận vì những người đó, vì người ta không nghĩ tới bản thân họ nhiều, họ nghĩ tới những cái gì cần phải làm trước mắt. Thành ra mấy người đó mới nói là vô cõi trời ở lâu dài, cả người đó khó vô được. Thường thường người ta chỉ nghĩ đến bản thân người ta thôi, và biết bao nhiêu những ông lớn ở cái thế gian này đều bị ở cầu hay ra tòa hay là bị đủ thứ, là họ giàu bao nhiêu họ cũng cứ làm những cái chuyện tùm lum, không chống lại luật pháp, mà chống lại luật pháp thì chống ai? Là chống lại con người. Cho nên Phật có dạy năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không nhậu nhẹt,
Thì đó bình thường thôi, rước nào nó thấy tối ông tới là nó cũng sợ mình rồi. Cho nên Phật giáo đi vô Tây Phương dễ dàng là như vậy. Mình làm mình gửi cái giấy lên, mình chưa gửi, đây là giới luật của tụi tôi là basic ha. Cái này là nhỏ nhất, từ trên những cái việc mà cao nữa, ví dụ như người đó tu 8 giới, rồi cái người đó tu 10 giới, người đó có 10 giới thường thường là xuất gia rồi. Từ 10 giới người đó sẽ tu lên 204 giới, rồi tới các những cái người mà từ sau đi á, thì có mấy trăm giới, 500-600 giới. Thế bây giờ họ mấy giới? Thì giới từ sau lâu rồi. Là 245 giới. 245 giới thì cộng với 48 giới Bồ Tát nó thành ra cộng lên gần gần 500 giới. 500 giới rồi. Wow. Mà trong đó có cái giới là ba món mà hỏi món thứ tư người khác xin là phải cho đúng không? Đó là Bồ Tát giới á, mà cái đó là 500 giới. Thiên tâm là có 12 giới, nó gắn giữ được về trời. Ôi, giới còn không làm nổi nữa. Nên là 500 giới. 500 giới mà mình có gì cả chi mình cũng không cần. Mấy tụi có một cái không ông mà trong bậc á là dù con có ba cái áo lạnh, thì ba cái đồng hồ đẹp. Mà người khác mà biết con có cái thứ tư để sinh là con phải trò. Không thôi cả đời con tu tập bị mất hết. Tức là mình không có giữ giới, phải không? Nhưng mà quý vị có, đừng có chuyên nghèo. Đừng có đi nhiều. Có không khuyên mấy đệ tử, em Phương mấy đệ tử này là phải có nhiều để mà dùng tiền đó để thử lại lòng mình, rồi mình mới đi làm như là cái kiểu của em vậy đó. Nghĩa là nó sẽ giàu hết thì lúc đó mới biết được là có hành tăng với Phật hay không. Chứ còn giờ nghèo khổ mà vô đây đọc kinh ngồi thiền hoài mà thì chưa chắc thử được cái tâm mình, phải cho nó giàu mới thử được chứ, đúng không? Thế nên cái cách của em là khác, chỗ nó giàu thoải mái nhưng mà nó đừng có xa đọa, đừng có ham chơi. Vẫn nhớ tới Phật đó là chọn một kiếp người và một kiếp đạo, đáng đời đáng đạo luôn, xứng đáng. Tôi là một chuyện. Nhưng mà em khuyên mấy đệ tử là phải đi học, là phải đi làm, là phải lo cho chồng, là làm vợ cho đáng làm vợ. Cho nên em dạy cho hàng đệ tử thời đại văn minh kiểu khác một chút. Chứ giờ còn như ba món mà cho món rồi nó có ba cái bột sòn, nếu nó có cục thứ 20 cara cái biểu nó cho nó đâu chịu, nó phạm giới tội nghiệp nó. Coi nghe là cái câu á mà theo Phật giáo á thì chỉ biết cái hiện tại thôi, mình không có gọi là vọng tưởng tới tương lai mơ mộng á. Tại vì mình mơ mộng thì mình không có thực tế, mà khi mình không thực tế thì mình hay bị thất vọng. Nhiều khi mình gặp cái anh chàng với gặp trai với mình nghĩ anh sẽ yêu mình, anh cũng cười nói chuyện, mà thực ra anh có người khác rồi. Rồi mình tưởng là anh yêu nhưng mà anh không yêu, anh có người khác rồi sao anh yêu mình nữa. Mình thấy thêm thì mình biết là mình thất vọng, thất vọng càng trai là tôi tưởng như thế, càng mình tưởng cái ông này được sao, nhớ cái tư tưởng đó. Tuy tưởng mình nghĩ là như vậy nhưng không phải như vậy, cũng giống như mình đi làm công sở vậy thì á, thấy ông chủ ông gật đầu ông chào không thì thiệt thôi á, sư cô đi gặp lên trong đại học hả, cái ông có master dạy học của Mỹ, vậy cái ông đó là vice president của đại học, ông thấy sư cô á, thế mà nên ông kêu chơi mình, tôi nói trời ông mới gặp có mình gần vẫn nhớ chơi, trời ông sao hay quá ông giỏi quá, ngày mai cũng thấy ông gặp cô kia mới chơi ông cũng chạy bước mai nên coi lắm, ừ ông ngày ai ông cũng nhớ chơi người ta hết, đó là cũng là một cái hay. Nhưng mà nếu mình tưởng tượng mình nghĩ là ông thích mình, thấy không, thì á cái đó nó không có phải như vậy, người ta chỉ chào mình vì cái phép lịch sự của họ và họ muốn cái người nhân viên cảm thấy ấm cúng là được sếp của mình nhớ được cây, tại vì mình mới được mướn vô mà, thì mình thấy như vậy. Nhưng mà mình phải phục những ông đó, họ là những người rất là đứng đắn, rất là đứng đắn và biết đây ở đây chính trị thờ thượng nhà đại sĩ, đây là nhà đại sĩ mà đâu.
của Phật giáo mình vừa mới tịch. Ngài là Bồ Tát thiệt á, chùa biết mà. Ngài rất là có công với Phật giáo của chúng ta. Còn ở đây là Hòa Thượng Thích Thắng Quang, mọi con đã có video đó. Ngài là nói chuyện được với chư Phật, với cha, với mẹ. Thì cái buổi sáng đó là làm lễ quán đảnh Thiên Phụ á. Ở đây Hòa Thượng Thích Hạnh này cũng biết đó. Thì bữa phụ hỏi về Ngài Hòa Thượng Thắng Quang á, thì Ngài đã đi về theo Phật A Di Đà rồi. Ngài không còn đây. Thì một người đầu tiên mà vừa mất được Phật rước là Hòa Thượng Thắng Quang á. Thì cô là người kiểm chứng thiệt á. Những vị cao tăng lớn người ta cũng nghe lời này, người ta cũng phải biết. Còn vị nào mà không có đi về được thì phụ nó không đi được. Tại vì ngay cái bữa ngày mất á, chùa không có đi xuống Nam Cali. Là nó ma chùa ngồi chỗ kiếm ổng. Kiếm ổng ra cái gì nó đi rồi. Thì là xua đó, ổng đi thiệt á. Sao mà chưa dạy đi nhiều thế vậy ha? Không, em ngồi thiền em nói chuyện được với mấy chị. Tại mấy ông rồng của em á, thì ổng biết được vị nào đi về trời, vị nào không đi về trời. Cho nên những cái người hòa thượng lớn á, mà ngồi nhập định mà nói chuyện được với cõi vô hình á, thì cho người nhập định được, họ có thể giao du với hàng này, nhưng mà không giao du với nhóm khác. Cũng như người chúng ta, nhóm con quen sư phụ, không quen nhóm kia. Thì sư phụ có cái nhóm sư phụ là có Sinh Long, Bạch Long, có mấy vị hộ pháp, mấy ông thiên tướng, rồi có vân vân và vân vân. Còn những vị tu Phật giáo thì cũng có những bạn trong Phật giáo mà lại không quen Sích Lâm, đâu nói chuyện được Sích Lâm, không hiểu chứ. Cũng là thần thánh không à, hả? Phe nào có ra phe đó. Nhưng mà Phật giáo á, thì khi ông bác bộ hộ pháp đều có, đều ở trong những cái tám bộ tùy thần đó, đều có ở trong Phật giáo. Nhưng mà Hòa Thượng Thắng Quang là một Hòa Thượng đầu tiên lãnh đạo Phật giáo hải ngoại, ngày chức lớp của hải ngoại mình lắm đúng không? Chức gì? Thầy của sư phụ, của thầy để hai, học 2 năm viên thức học. Viên thức học? Viên thức học, hồi dạy từ Trường Quang á, 2 năm. Cho nên vẫn tới cũng được, hồi ông ở trên này á, một tháng thì có gửi 1-200 cũng. Nhưng mà Mỹ này là thượng giữ cái chức gì trong Phật giáo? Một trong những vị lớn nhất ở hải ngoại, giáo hội Phật giáo thống nhất. Lớp cả mấy mình có tổng cộng bao nhiêu bao nhiêu nghìn gì khoảng cái căn hả, không tới nghìn đâu, không tới nghìn, 700-800 không, nhưng mà ông là chức lớn nhất á. Đúng rồi, bây giờ tôi thấy các thầy ở Việt Nam qua đây nhiều hơn nhưng mà cũng không có. Tại cái vấn đề là đó, em cứ xem coi, ví dụ như mỗi chùa, ví dụ như San Jose bây giờ khoảng 50-60 chùa phải không, chồng luôn cả cao duyên của nhà mới được phải. Mặc áo vàng là có chùa, mấy con mặc áo vàng này mãi dù xây chùa chứ. Dễ lắm thôi, ông có vô đất bự cỡ bà gan nó muốn xây mấy cái chùa không được. Ý là đó là Thắng Quang á, là người người mà lại cha lại mẹ, lại thượng đế, là ngài. Tại vì ổng thì ổng biết rồi, cái ngài mới kêu đó, thù có kể câu chuyện đó, làm lễ quán đảnh đó, có cái video làm chứng đó, là ổng là người nhà lãnh đạo để mà không, ngay rất là giỏi, ổng giỏi, thần thông giỏi giỏi á. Ông có viết mấy cuốn sách, có cuốn thì ông cũng có cái tên của sư tỷ á, thấy không? Mà ông nói hoài về cái duy vi diệu pháp, rất là hay, rất hay. Ông dạy cái đó là khi vừa mấy tháng trước ngày mất á, là Phật A Di Đà rước về. Không có lòng vòng, không có ngày đó giỏi. Mình giờ giàu lắm nha. Ngày xưa ở Việt Nam có đường ghiền cao su á. Nhưng mà người là Hòa Thượng thấy siêu mắt. Ngày ổng, ngày Hòa Thượng phụ tới, Hòa Thượng thấy siêu á. Ổng xong xong tới ổng nói chuyện với em. Ổng kể lễ em lắm á. Tức là không có bị, không có được đi về. Mà còn thêm hai ông thiên tướng kè hai bên nữa. Em thấy ông nó xanh nó cao tới trần nhà luôn vậy đó. Về ấn và tự mấy siêu thấu. Mà nói chuyện theo giờ nghe được 5 phút hay 10 phút thôi. Rồi được đi. Cái là không có tự do như Hòa Thượng Thắng Quang. Đúng rồi. Thiệt á. Lúc mà nó siêu mắt. Còn ở trong nhà hoàng đó. Tới lui nói chuyện cho phụ nhiều lần lắm. Cái hôm đó trong nhà hoàng đó nha. Thì nói thiệt. Nói gì chia sẻ với các em luôn ha. Dạ chúng ta á, chấm ma á. Của Hòa Thượng Thích Siêu à? Đúng rồi, nhưng mà cái hôm đó là chị đi với cô Minh Huệ á. Thì á, mình cũng thương đó ngồi đó.
chồng lắm. Thì á, có hai người lắm và cả một rừng nghêu nghĩ là đông ấy, có là đông nhưng mà không có ai mà làm được, cứ kể nghĩa là cứ cần giống giống xếp trong cái thâu sâu á, chảy lên trên đó. Thì chị ngồi chị nhìn chị cũng kiếp, nhưng mà còn mình ta đi cái bằng hoa á cũng rất là nhiều, xong rồi không có chỗ để. Cái cần quan dài đưa dài rồi rồi đi thì trong đó không có thư phân hành tấn tối qua rồi thầy bản đạo nguyên cái nhóm ông châu người ta qua vậy á. Ông này ông con người hoa thấy làm gì chứ không phải chuyện của sư quê, cứ đi đi thầy đi đâu quay lại hỏi mắt gì phí tiền quá hả cái ông này cái phí tiền quá phí tiền quá hả phải ông qua nhiều tiền lắm ông này cái giờ cũng mấy trăm ông này châu châu nhưng mà ông này tu đắc đạo chứ không phải thương nha. Ông rất đặc biệt, ông khá lắm thầy sư quê cứ phải đi mắt đi để nữa. Thì ta thấy để ở ngoài bên cho ký thì thôi, thì cho ông kia vậy. Xong chứ biết rồi, nhưng mà bây giờ người ta cứ coi thì ai làm gì nữa. Thôi thầy cứ đi đi, cái gì giờ, cái gà, mồ thật nè. Cái gái, mấy cái xe mà đã mấy người ăn, chạy, chạy lên trên mấy cái vòng hoa luôn. Cá là luôn. Cá là luôn. Ồ, đủ quá à. Thì đó, chị mới kết với chị cực mấy cái hình cơ, thư cô minh vậy. Mấy người con bốn cái vòng hoa là mấy trăm bạc. Mà bây giờ biết bao nhiêu như thế này cái kỳ với cạnh cơ mấy em bé nghèo Việt Nam. 400-500. Tôi có bao nhiêu em bé nghèo ở Việt Nam trước rồi, cho em bé ở Hà Giang á, nó là người Mông. Người Mông, biết người Mông không? Hà Mông á. Nó nghèo muốn đi Tân Đất không à, trời dạy muốn kết giọng đến Tân Đất, cứ nói trời sao nó nghèo. Với Hà Mông gì, Hà Sài Gòn, Hà Nội, cũng là đi dân đất. Đúng rồi chị Hà Mông, Hà Kiên Giang, Hà Long Xuyên, Hà Cần Thơ, Kiên Giang là chị bao, Hà nào cũng đi trên đất hết. Để tự do đâu có nổi. Đúng rồi, nhưng do có mấy thứ ở Kiên Giang nó phải đi làm gì đó không? Nhiều lắm, móc bọc. Nói chứ sao mày có bố nó. Không có bố. Có cái sùng thịt mực á. Rồi cái người cha nó ngồi trong trang, mình thấy thằng bé nó rèn phục, rèn phục. Nó làm gì vậy anh? Nó dạy cái gì mò hộp vịt, nó sao nó mò hộp vịt vậy? Đàn vịt của anh bao nhiêu con, những 200 con. Vậy hả? Rồi anh để cho nó mấy tuổi, nó dặn nó 8 tuổi đấy. 8 tuổi bắt nó dặn ngưỡng, nó lọt đẻ, lứa nó xong. Thì con nhảy thước đấy. Nhảy thước kịp không? Như của anh bị anh, sao thích động như vậy? Thế nào cái, mà anh có làm việc nuôi 200 con, anh để cho con, anh nói là không phải con đi làm cơ cũ. Làm ngày trăng vịt. Trăng vịt. 8 tuổi mà trăng vịt. Thì nó phải đi mò một vịt cho bố nó. Hay quá, 8 tuổi trăng vịt, không được đi học. Chạy nói câu ngay là chị mới phải, em biết chị làm gì không? Bây giờ tôi mướn thằng bé mỗi tháng như vậy tôi sẽ cho nó 200.000 tiền Việt Nam. Nhưng mà với điều kiện anh phải cho nó đi học. Cơ học cho học tới lớp 9 thì con không cho nữa. Là lớp 9 nó phải học nghề em hiểu. Lớp 9 là cho học nghề thợ may thợ máy á. Thì anh phải mặc như vậy. Thì anh vô cái trường đó gì anh nói là tôi được thư cô á. Thì coi thằng bé vào trong học. Lúc bây giờ mình mới thấy là các em quá nghèo. Thành ra mấy cái trường chuyên gia mà em biết yếu bây giờ chị trong một tỉnh miền Tây mà chị làm mấy cái chỗ mà đồng tiền á trong cái lần đồng tiền thì chắc mấy cái nhà một ngưỡng thì đây là người Miên à. Một ngưỡng thì người Việt Nam trời dính đâu cũng nhiều. Đúng rồi, nhưng mà xây mấy cái trường mẫu giáo với lớp hạng một nó học tới 4 năm lớp gì đó. Không thì nó tới lớp sắp tới nó lên tới lớp chín lớp 10 á, tức là sắp tới lớp 12 nó mới chọn đi. Sao thì tí lo nổi cái đó, cửa bắt chậm lo mà trời em nhà à, bắt tô lâm hay là bắt thưởng nhà tới thì mình con Việt Nam mình tới thì mình lo em à. Nếu mình không làm thì dạy cho mấy ông nội lớn tối ngày thành đại ý mấy đứa nghèo lâu ảo không để ý nghèo cái gì đó. Trời ơi, tiền mấy ổng nuôi ghệ Mỹ thiếu gì. một tháng chuyển qua cả 1 triệu đô dạ. Ừ, trời ơi, em quen mấy ổng hả? Ghê, ghê. Mấy người đang ở Las Vegas nữa kìa. Mấy ông, em biết hết. Ghê. Trời, tí, trời, tí tu, tí biết. Cho nên em mới nửa tu, nửa đời cho nên biết hết. Ghê, thiệt á, nghe nó sợ. Ờ, ông ghê lắm. Chuyển qua là mấy chục triệu không? Sao bữa nào chị mới thấy ông trên TV, ống chiếu xìu à? Giả bộ. Ông đi người ta phải chắc mà. Ông lên đó mấy ông kia
Người quan trọng thì hết xí xí quách. Anh nói với ông lãnh đạo không? Nói ông nhỉ kìa. Trời khổ thiệt. Nhưng mà người Việt Nam của mình rất là khổ. Cho nên là mình không nên á. Mà mua hoa, con cố sát vô mình chẳng ai cho thèm nói một lời cảm ơn. Thì hãy cho cái 100 đồng tiền hoa đó á, vô cái quỹ làm từ thiện để nuôi các em học đi. Vì nó học tới lớp 9 rồi nó có trí tuệ rồi. Nó biết suy nghĩ, nó có thể đọc báo. Rồi nó biết học cái nghề gì hơn, phải không? Nó nhà quê. Nó đi móc bọc. Rồi từ từ nó học được từ ở trong cái ổ rác lớn. Nó sẽ đi móc túi. Tức là nó lên cắt. Thì cũng là học. Thì cũng là móc quá không? Hết móc bọc xong thì móc hết móc túi thì tới. Móc bọc ra cái gì? Thì đi vô ổng là từ mấy đứa con nít nghèo nó không có cha mẹ nó làm gì móc bọc ni lông á à, lên chức là móc túi lượm rác nhặt da chai xưa rồi cái lên chức nữa ở từ cái đi móc két sét đồ tủ sắt đồ của nhà ta thì Việt Nam nó có cái đó cũng được học rồi cũng được lên chức. Dân Việt Nam người cư rất là thông minh nhưng mà nó không được học nên nó khổ cộng nghiệp các bạn. Giờ tỷ mà cứ tu như tỷ gì cho nên trở lại câu chuyện năm mang lê bảy bà chị này mang áo vàng cho phụ. Nếu mà thường ngồi áo vàng thì phụ đâu biết chuyện móc bọc, phụ đâu có động lòng, ngồi chỗ là mình sướng, mình không có biết chuyện đời cho nên giờ mặc áo đời cho nên biết chuyện đời nhiều quá cho nên khổ nhiều thì động tâm không có tu được. Còn ngồi đây gõ mõ có ngày thì đâu biết chuyện ngoài bức tường này đâu, không mà gõ mõ ngồi cùng tự nhiên cũng hay lắm. Mà chỉ biết chuyện của mình thôi, mình giúp tập thôi. Họ biết chuyện móc bọc. Em á bây giờ mới đi tới tu anh biết hết chuyện từ móc bọc nè, rồi ra bán vé số nè, rồi ai mua vé số không? Rồi biết luôn chuyện cô dâu xứ đài nè, biết luôn chuyện làm lắm lao nô quốc tế nè, đại tử mình nhân gì đó thiên nhân đó. Nô tài quốc tế nè, còn sư tỷ mình là cho nên nhờ sư tỷ một chút xíu mà em bây giờ em không biết chuyện gì đó. Nhờ mặc cái áo hồi nãy giờ sư tỷ mình nó mặc áo này giống như trộm phải không, đâu giống người tu, cho nên nhờ áo trộm này á mà mới biết được nô tài quốc tế. Khổ thiệt ông à. Khổ thiệt. Cái mặc áo này khó biết lắm. Đâu mà hồi đó anh gặp cái y vàng lên á. Đẹp đúng không? Chà mình cử cho anh xuất gia thiệt. Anh nói mình gật gọi về Việt Nam nữa. Rồi làm cho bộ y cài xa rồi. Thấy nha, anh đang giữ kỹ. Anh đang bỏ bình đi lòng. Để sau này mặc nó vẫn vừa lâu lâu. Cái chừng nát rồi anh lấy ra mặt. Sư phụ có mấy cái hình nữa nhưng mà tóc thì chưa chải cho nên không chưa có cạo á. Hồi xưa á làm là tính vậy nè, ở một chiếc OV thì hồi biết tỷ biết em có chiếc OV đúng không, bự đi khắp chùa để 1 triệu trong băng còn nhiêu cho hết nhưng mà kinh á hả, không có chiếc xe OV mà mình ngủ ngoài mobile home á. Trời cái xe bự anh có đủ thứ hết á, tức là đi tu kiểu sang vẫn còn giữ 1 triệu vàng thì lúc đó có 1 ngàn là miếng vàng trong á cho lẹ, tại OV nó nguy hiểm, đồng hồ xịn á cho mấy ông chủ tỷ nhớ anh cho hết đúng không, quá trời luôn. Tại lúc bây giờ không rồi bị ghi kỹ không có gì mà để lo sợ chết cái gì kinh quá em coi cái gì nó bị nhiều làm gì chia phân nửa cho bả không nữa, tại vì nó ra nó gọi giấy hết trời. Đi lên chờ mày đâu cái anh 513 câu mấy con coi đi, nói thiệt luôn, nó còn mo đền thiệt nữa. Nếu con người nào ở vào cái thời đại hả ông bảy ông nói bây giờ ông phải do ông gì ông tức quá ông coi hết thì nó không còn gì nữa không chó là đâu giận của là máu huyết mà Phật có nói mà chẳng qua là em không có ham thế gian thôi, ham tu thôi, nhưng mà cuối cùng rồi mới phát hiện được là mình cần phải biết cái móc bọc, cần thiết nơ tài quốc tế. Chứ mặc áo này vô chả biết mấy chuyện đó. Tới hôm nay đó, hôm nãy nó chuyện tỷ tỷ. Nơ tài quốc tế là gì cũng không biết, mà làm dâu xứ đài không biết nè. Thì biết có ai nghe bao giờ không biết. Ai nghe bao giờ thiệt rồi. Rồi bia 1 sen nữa. Bia Trung Cộng nó bán có 5-10 sen à. Lon bia để chắc đọc chẳng.
nó bán cái 50 cent mà dân Việt Nam mình uống quá trời. Cho nên nó nhiều cái mà nhờ mặc áo này mới biết nhiều vậy. Sao nói là bây giờ Trung Quốc vừa mới ra một dàn xe điện cho Việt Nam gáp ở bên đó, gàn bên đó. Đó không biết mà thấy nó đem một dàn để hạm đội đi ra ngoài biển sắp sửa nghênh chiến với Philippines. Trời. Bữa nay nè, ngày 8 tháng 4 năm 2024, bữa nay nó đem một dàn quân ra ngoài đi dàn trận. Ngày 1 là tổng thống Marcos hay gì đó với Nhật đồ hợp với Mỹ nè, bắt đầu chuẩn bị boxing. Trời. Coi nào mạnh. Không nói ừ. Biển Đông vậy sống, tỷ không biết chuyện đó. Thì tổng nguyện. Cái ông cần tổng về ngày á, có thể là ông sẽ khôn hơn một chút. Khôn quá. Nhưng ông tránh đúng. Ông tránh được cái chiến tranh vì bây giờ đang cái vấn đề Nga. Mà ông chiến tranh tránh được, ông sẽ được giải thưởng Nobel hòa bình. Tại vì ông cây đường quên. Bây giờ chỉ mong ông nghĩ là tôi sẽ được giải thưởng Nobel. Người tôi nói chuyện khác. Nobel hòa bình á. Tập cho mình, lãnh cho những Nobel do ta tập cho mình. Khác à. Bây giờ mình thấy rằng ông nghĩ sao để ông nói là Putin lãnh Nobel luôn. Bây giờ thật khổ quá coi. Ông... Nó đánh nhiều khen chẳng có mục đích gì, chỉ là tự ái mà đánh thôi. Tập Trung Bình nó chẳng qua là tham muốn chiếm Đài Loan người đánh thôi. Mà giải Nobel. Em không bao giờ nghĩ Tập Trung Bình có cơ hội giải Nobel. Ông không kính bao giờ. Cả thế giới đang ghét Tập Trung Bình nó giải Nobel. Chắc ông nào mà tặng giải Nobel. Dạ, có nói nó nhỏ với nhau trước chứ bộ. À, không có nghĩ. Nói anh đừng có đứng tay vô nhá vậy đó. Mỹ đã cấm giận rồi, cả thế giới ghét Tàu rồi. Làm sao mà làm giải Nobel được. Mẹ Maria Theresa hay Đức Đạt Lai Lạt Ma đồ quả mai. Chứ còn cái người đã tạo ra cái ác rồi thì nó không bao giờ được cái đó. Tâm có biết đâu, em cứ nhớ Việt Nam ngày xưa á. Người ta có cho cái giải Nobel cho ông. Thôi bây giờ ông Thọ giống như ông Thọ hả? Mình người Việt Nam. Ông Thọ giống cho ông Việt Nam. Cái gì đỗ, cái gì ông Nguyễn Hữu Thọ hay Nguyễn Đỗ, Đỗ gì Thọ? Nguyễn Hữu Thọ. Ờ đúng rồi. Ông đó được giải Nobel nhá. Xong ông từ chối. Tại vì tôi không xứng đáng thì thấy ông đúng làm gì. Em nghĩ người đã giải Nobel là biết ai không? Mình người Việt mình nói nhân vật Việt Nam đi. Nguyễn Phú Trọng. Tại ông đó tuổi hay quá, của chân cũng tốt, của già cũng tốt. Cho nên trả nghiệp nước Việt thì phải tặng cho bác Trọng một cái giải Nobel mới được. Thì đi nói gì em còn đồng ý. Đúng. Tập Trung Bình làm sao được giải Nobel. Mà chị muốn biết là đốt tuổi già ông đốt cái gì. Đốt tuổi mà tỷ tỷ không biết đốt cái gì nữa. Thì ông đốt từ Tân Hiệp Pháp qua tới dạng tới SC-Ben rồi. Vinh Phát rồi Vinh Sen gì ông đốt quá đó. Tức là củi khô, củi ướt gì ông đốt sạch. Thì ông mới được giải Nobel. Không được đâu. Không được á. Đốt củi không được. Không được. Cười. Em đi hướng thở anh kỳ hướng có cho á. Nhưng mà từ tối. Ông nói ông không xứng giá. Tại vì ông, nếu mà ông nhận cái giải. Thôi bây giờ mình nói Phật giáo mình đây mình là người tu tỉ tỉ đó. Căng nữa. Em nói người được giải Nobel mà nếu mà em chọn tất cả các thầy trong Phật giáo. Đố tỷ tỷ em chọn ai? Giờ tỷ tỷ chọn ai là người được giải Nobel trong Phật giáo Việt Nam mình ở quốc nội và hải ngoại? Không biết. Em biết. Đây cầm giỏi cầm cứ làm đi còn chị không vậy. Là Thích Trúc Thái Minh. Ai? Ai Thích Trúc Thái Minh? Chùa Ba Vàng. Tại ông làm con cỏ mà nhúng nhích giống như Thế Lệ Phật được là ông có tài nữa. Có thiệt không á? À, thiệt. Cho nên ông mới được giải Nobel. Khổ thiệt mà. Cậu ông làm tới mấy chục triệu người đến để mà chiêm ngưỡng. Cộng cỏ giống nhất á. Cậu thôi tí tí thì quá tí tí không biết gì hết trơn. Cộng cỏ mà hay nói là cộng tóc của Phật. Cộng tóc của Phật. Trời. Vậy mà mấy chục triệu người đi chiếm được. Ông lấy một đống hốt đống tiền. Thí dụ giờ tí tí ngày mai em chế cộng cỏ nhúc nhích để trong cái tủ nhúc nhích đây nè. Cái em lên đài mấy đứa đệ tử. Ờ, chùa xin có anh chị chùa Bình có tóc Phật nhúc nhích thì cả nước Mỹ người ta bay về đây người ta chiêm ngưỡng. Thì mỗi đúng. Người bỏ vài trăm đô rồi tỷ tỷ vào liền. Thì ông làm được vậy thì ông cũng có tài đó. Có mà. Ủa tỷ tỷ không biết chuyện đó hả? Không, có nghe cái gì không hiểu gì. Có nhiều không chứ. Không nghe không chăm luôn. Chuyện nhiều không?
cái không hiểu gì cả. Có nhưng mà cái thời gian á, mà cái thời gian á thì nó có hai cái dạng. Cái thứ nhất á, và hồi đó ngay từ lúc bây giờ thì trong lịch sử có nói, và khi Đức Phật vừa mới cáo đạo xong á, cái ngày đó ấy, cái ngày thấy mấy ông gái buôn á, người Miến Điện nha, ông đi về ông ngồi rồi đó ông họ ăn thức ăn thì ăn sữa ăn bơ gì đó, thì Đức Phật nói với mấy ông có gì tôi xin ăn, tôi mấy ngày ăn không có ăn, chứ không thấy không còn gì, họ mới lấy mật ong ra cúng dường cho Phật, ông Phật ăn xong rồi, nói, tôi cảm ơn do ngày của tôi cũng được ăn cái mùi vị mật ong này cho nên thấy ngon. À, bây giờ tôi không có gì cho mấy ông có muốn tôi cho gì không? Thì ông có gì ông coi, ông nghĩ dạy trước bây giờ ông đi cư sống nhau mà không cạo đầu nha, ông kể ông cạo đầu một lần thôi, cái dạy cho ông cầm ông vuốt ra một cái thì ông cho mấy ông gái buồn đó có mấy sợi tóc, mấy ông gái gái buồn nó đem về bên xứ của họ. Bây giờ cái bảo tháp mình xây bừng nhất sẵn rồi á, mấy kỳ lỗ ra á thì có đó mấy cái sợi tóc đó. Đó là cái thật tập sống. Cái này bán được rồi. Đâu cần nói đi. Đó là ta Phật, còn mình là dân ăn trộm ăn cướp mà đầu này đây. Cho nên đâu có bán được. Thì nhưng mà cái dạng thứ hai á, là lúc Đức Phật mà ngài nhập niết bàn á, thì em thiêu. Thì những cái sợi tóc đó nó sẵn lại, nó tròn vo ở giữa, thấy nó có màu đen, nó nổi hơn. Nhưng mà những tất cả những cái thể xác Đức Phật lúc giờ nó đổi từ cái thịt, từ cái máu, từ cái óc, thì nó biến thành những cái viên ngọc nổi trước tròn mà nó trong. Còn cái thận cấp mà có máu á, thận cấp đó ở kính gửi nó có cái gan thì phải nghiên cứu nhận đi. Cái thì có bên này có mà chứ anh thấy mà có nhưng mà đúng rồi có anh cho ra mượn này không? Chẳng có cho ai mượn hết. Còn không cho, không cho vô tham quan không? Nằm mới cho mở nằm hả? Từ nhà có hòa thượng đây chẳng mỗi lần mở thì xin pháp rồi kia mất công cái xin phép ai? Xin pháp ông xếp nhà chữ từ khóa. Cái này của tỷ tỷ mà. Đúng rồi. Cái tháp bên đây mới là quan trọng, chỗ này nó vậy đó. Đúng rồi. Mà đất đẹp lắm á. Thu qua hoài rồi vô. Sao là Phật cảm nhận? Không, ngày thứ bảy, cả ngày không chịu đấy. Giờ bữa nào mở để cho mấy đứa đệ tử thăm qua. Mấy con nhà ở đâu? Mấy em ở đâu? Khắp cùng đó. Nhà ở đâu? Xe. Hả? Xe. Xe áo rồi. Các bạn mọi người hả? Các bạn mọi người này Seattle, cái này Australia, này Chicago. Đứa anh ở Nam Cali, còn con ở đâu? Virginia. Để tới em là khắp cả thế giới mà. Ừ, hay quá. Nhưng mà cần nhau đi. Cần nhau mấy em đi. Cần nhau đi về lại. Tới giờ học mấy em. Rồi từng nào nhắn tin em đi mở cửa cho tụi nó vô nó tham quan. Ok con... giờ nó nhiều sợ tỷ tỷ mất sức khỏe cũng đang bệnh đó. Ừ. Em nói chuyện với tỷ ngoài này nữa không? Ừ. Ở cái chỗ nào?